Hey, xin chào bạn, mình là Hiếu Trở. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh cái từ BAD qua NOP và từ NOP qua lại BAD. Cái này cũng rất nhiều bạn thắc mắc, nhưng mà do những có thể là do cái video nó quá dài hoặc là mình làm nhanh quá các bạn thì dạy không nắm bắt được. Thì sẵn đây mình làm sẽ chậm cho bạn coi nha. Vì mình không biết nó như thế nào thì mình sẽ nhấn set giữ. Rồi, nhấn set lần nữa. Rồi, cái B nó ở bằng 0 á thì hiện tại nó đang ở chế độ ANOP. Mà mình nhấn lên nó bằng 1 hay bằng 5 gì đó, hay bằng 6 gì đó thì nó là ở chế độ BAD. Ở chế độ BAD này á thì nó sẽ không có cái ngưỡng dưới và cái ngưỡng trên, và nó sẽ duy trì liên tục ở những cái ngưỡng nhiệt độ mình cài đặt. Đó, và nhấn này, nhấn theo mình này, nhấn giữ, nhả ra. Thì các bạn ví dụ như là các bạn ở nhiệt độ 80 độ C thì nó chỉ duy trì ở mức 80 độ C từ 79 tới 80 hoặc 81, là cứ đóng mở liên tục ở như vậy, chứ nó không thể xuống 60 đóng lên, thì đó là ở chế độ on off. Rồi ở chế độ này, nếu mà anh khách của mình đang xài á, mà sử dụng cái làm cái quạt hút á, thì sẽ không sử dụng được nha, không sử dụng được, nó sẽ đóng mở liên tục, và anh đóng vô anh tắt rồi anh kia anh hút là cái nhiệt độ nó sẽ không chính xác được. Rồi muốn chuyển qua chế độ on off mà như yêu cầu đó nè, đó thì nhấn set giữ, nhấn phát nhấn nữa, nhấn nè. Rồi mình nhấn cái B này nó về bằng bao nhiêu mình không biết, thì mình nhấn nó xuống bằng 0, rồi nhấn giữ. OH bằng 15 á, nghĩa là cái OH này đó là mình trừ cho 15 xuống 15 độ, mình cộng thêm 7 độ nữa là khoảng xuống từ 20, gần 20 độ C, hơn 20 độ C nó mới đóng lại. Đây 15, mình nhấn set giữ thoát ra thì nó sẽ chạy on off là 80, nó sẽ xuống 60 nó đóng lại, và nó chạy 80 nó tắt, và xuống 60 nó đóng lại. Đó là đang chạy là on off. Còn không á thì mình sẽ chạy BAD. SR thì mình chạy BAD. BAD này bằng 5 độ, mình nhấn cái B này bằng 5. 5 nó hiểu được như thế nào? 5 này nó hiểu là các bạn đặt 80 độ C, đúng không? Thì các bạn trừ 80 nó trừ cho 5 thì còn 75 độ. Bắt đầu 75 độ bắt đầu nó đóng ngắt. Đầu ở dưới thì nó chạy lên hoài luôn tới 75, hoặc là các bạn cài 90 thì nó là 85 độ. Nó mới lấy cái tổng là 90 á, lấy cái này trừ cho cái số trên này là 5 độ, đúng không? Bây giờ này là cái số dưới này, SV này là 80, đúng không? Các bạn bấm B nó bằng 5 á thì nó lên cái thằng này nè, nó chạy lên 75 thì bắt đầu nó mới đóng ngắt. Cái BV này nè, đóng ngắt nó đã duy trì ở cái nhiệt độ mình cài đặt là 80. Cái này là nhiệt độ cài đặt, cái này là nhiệt độ hiển thị, nhiệt độ ở trong phòng. Đó mình hiểu nôm na nó là như vậy, chính xác nó là như vậy chứ không phải là nôm na nữa. Thì mình hiểu rõ hơn về nó thì mình rất rất dễ sử dụng. Rồi còn cái bạn on off á thì nó sẽ có quán tính, và on off thì mình trừ ngược nó lại. On off thì bây giờ mình đây cái OH của mình bằng mấy thì mình trừ, mình lấy cái này mình trừ lại cho số này nó sẽ lòi ra. Đó là cái cách mà để mình chọn mình nên chạy BAD hay là chạy on off. Mình thấy cái nào hiệu quả thì bạn làm nha. Đây cái này OH này, OH bằng 15 này, nghĩa là cái này nó chạy lên 80, mình cài đặt là 80, cái này nó chạy lên lúc 80 rồi, bắt đầu nó xuống 15 độ, nó cộng thêm 7 độ rưỡi nữa, nó xuống tí nữa là 60 hay 5 mấy độ đó, bắt đầu đóng ngược lên, chạy lên ngược lên lại tới 80 nó tắt. Đây là cái này, ông này đây, ông OH bằng 15 này đây. Rồi còn muốn chạy bia đi thì mình cứ nhấn giữ, mình nhấn nữa này. Rồi B này mình chạy bằng 5 độ, thường thường mình thấy 5 độ là ok. Rồi nhấn set giữ thoát ra thì nó đang chạy bia đi. Nó sẽ giữ ở 80 độ C, 80 độ C hoài vậy đó. Đó là các bạn hiểu nó là như vậy. Rồi, chúc các bạn thành công. Các bạn mà có cái nhu cầu về mua đồng hồ nhiệt độ hay là cảm biến nhiệt độ, hay là điện trợ sấy, tủ điện theo yêu cầu, thì liên hệ mình qua số điện thoại là 0979 204 378. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ nhấn like và subscribe kênh của Hiếu Điện Trợ nhé. Xin cảm ơn, xin chào. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo.